Anthony Joshua đấu Kubrat Pulev diễn ra ở đâu khi nào? Nhà quản lý và promoter Eddie Hearn đã tiết lộ một số thông tin quanh trận chiến bảo vệ đai vô địch của Anthony Joshua trước Kubrat Pulev. Theo promoter Eddie Hearn của Anthony Joshua, việc bảo vệ các danh hiệu quyền anh hạng nặng thế giới của Anthony Joshua trước Kubrat Pulev gần như đã hoàn tất việc đàm phán, chốt các điều khoản. Theo đó, trận đấu đầu tiên chắc chắn sẽ được tổ chức tại Anh với sân vận động của Tottenham Hotspur. Emirates của Arsenal cũng là ứng cử viên cho địa điểm tổ chức và thời điểm diễn ra cũng đã được xác định. Nó đã ở rất gần, nhà quản lý kiêm promoter thể thao 40 tuổi chia sẻ với Skyport. Gần như chắc chắn nó sẽ là cuộc chiến tiếp theo của Anthony Joshua và nó nhiều khả năng sẽ diễn ra ở Anh. Vấn đề chính chúng tôi gặp phải là Pulev muốn nhận nhiều tiền hơn cho cuộc chiến đó. Không có nhiều tiền cho một cuộc chiến ở Anh như ở nơi khác. Tuy nhiên Anthony Joshua đã chỉ thị cho tôi rằng mình đã thi đấu ở New York, đã đấu ở Ả Rập Xê Út và bây giờ chúng tôi muốn làm điều này ở Anh. Spur, Emirates, Cardiff, Squidham, mọi nơi đều có thể diễn ra trận đấu này và nó sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Joshua đấu với Pulev ở Anh. Với những tuyên bố trên, trận đấu tiếp theo của Anthony Joshua gần như chắc chắn là cuộc đối đầu với Kubrat Pulev và nó sẽ diễn ra ở Anh vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Hãy chờ xem liệu Joshua có bảo vệ thành công những chiếc đai vô địch của mình. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Bức xứng... Dự đoán sốc kết quả trận Anthony Joshua so tài Kubat Pulev Ông bầu lâu năm Bob Arum khẳng định Pulev sẽ hạ gục Joshua, sau đó nhà vô địch người Anh sẽ giải nghệ. Trong năm 2020, Anthony Joshua đã chuẩn bị cho trận bảo vệ đai đầu tiên từ sau trận tài đầu với Andy Ruiz. Kubat Pulev được lựa chọn là người thách thức Anthony Joshua trong trận bảo vệ danh hiệu IBF. Kubat Pulev là một võ sĩ có thành tích ấn tượng với 28 trận thắng và chỉ thua một trận duy nhất trước cựu vô địch Vladimir Klitschko và vladimir cũng đã thất bại trước anthony joshua trước đây dù vậy đối với ibf pulev vẫn đang là võ sĩ thích hợp để làm đối thủ cho joshua bob arum đã có vài lời về trận đấu giữa joshua và ông cho rằng pulev sẽ thắng tôi sẽ đưa ra dự đoán của mình sắp tới sẽ không còn joshua arum nói tất cả mọi người đều đang nhìn về gã bulgari anh ta đang cố hết sức tập luyện trong phòng tập của tôi để tôi nói cho mọi người biết rằng anh ta sẽ không béo phị như Ruiz đâu. Anh ta sẽ tạo áp lực lên Joshua và hoàn toàn có thể knock out Joshua. Pulev từng được lựa chọn để đối đầu với Joshua vào năm 2017. Tuy nhiên sau đó anh phải rút tên vì chấn thương. Nhà vô địch người Anh khi đó tiếp tục trận đấu với Carlo Takam, người được lựa chọn để thay thế Pulev. Bob Arum cũng cho rằng một trận đấu giữa Fury với Joshua sẽ là super nhưng không lớn bằng trận đấu giữa Tyson và Welder. Vì ông cho rằng Tyson Fury là võ sĩ hạng nặng giỏi nhất hiện nay. Tyson Fury là võ sĩ hạng nặng giỏi nhất thế giới, trận đấu của Joshua sẽ là một trận đấu hoành tráng chỉ sau Welder, nhưng tôi vẫn chưa nói với Fury về điều đó. Đối với tôi, tôi sẽ nói tiến hành luôn đi. Về phần Joshua, ngoài trận bảo vệ đai IBF với Pulev, nhà vô địch Olympic 2012 còn phải bảo vệ đai WBO trước Oleksandr Usyk. Dưới góc nhìn của Frank Warren, ông bầu Tyson Fury cho rằng Joshua nên từ bỏ đai IBF lẫn WBO để hướng đến màn so găng với người chiến thắng ở màn tay đấu giữa Dan Wilder và Fury. Nếu tôi là Joshua, tôi sẽ không tượng đài cho đến khi biết người chiến thắng ở trận đấu giữa Wilder và Fury và biến trận siêu đại chiến đó trở thành hiện thực. Tôi sẵn sàng để họ tước đai, không so găng với bất kỳ ai cho điều lớn lao hơn, bởi vì đó là những gì người hâm mộ mong muốn được chứng kiến. Warren nhận định. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Anthony Joshua Dan Welder ai sẽ là quái vật thống trị quyền anh hạng nặng trong năm 2020? Màn phục thù thành công của Anthony Joshua trước Andy Ruiz hứa hẹn sẽ đem đến một năm thi đấu bùng nổ của hạng nặng. Ngay bây giờ hãy cùng điểm qua những ứng viên nặng ký cho ngai vàng hạng nặng làng quyền Anh năm 2020. Anthony Joshua Chiến thắng ở màn tài đấu Andy Ruiz hồi tháng này đã giúp Anthony Joshua đòi lại 4 chiếc đai vô địch WBA, WBO, IBF và IBO. Hiện tại tài đấm người Anh chỉ còn thiếu mỗi danh hiệu WBC do Dan Tywelder đang nắm giữ. 2020 dự báo sẽ là năm thi đấu bận rộn của Joshua, theo thông báo từ liên đoàn IBF và WBO, nhà vô địch Olympic 2012 sẽ phải trải qua hai trận bảo vệ đai trong 6 tháng tới. Đối thủ của tay đấm người Anh được WBO chỉ định là Oleksandr Usyk, người từng thống trị hạng cruiserweight. Với đai IBF, Joshua sẽ phải thượng đài bảo vệ đai trước Kubrat Pulev. Theo ông bầu Eddie Heer, Joshua sẽ nỗ lực đàm phán với IBF lẫn WBO để tìm ra lịch thi đấu phù hợp. Trong trường hợp không thể tìm được tiếng nói chung, tay đấm người Anh có thể sẽ cân nhắc từ bỏ một trong hai đai vô địch. Nếu điều này xảy ra, nhiều khả năng Joshua sẽ từ bỏ đai WBO. Dan Sở hữu mỗi chiếc đai vô địch WBC, song Dan Tywilder vẫn được đánh giá là một trong những tay đấm cừ khôi nhất ở hạng nặng. Tay đấm người Mỹ bất bại sau 43 lần thượng đài, trong đó có đến 41 chiến thắng bằng knockout, một trận thắng bằng tính điểm và một trận hòa. Vào ngày 22 tháng 2 tới đây, Welder sẽ có màn đối đầu với Tyson Fury tại Las Vegas. Nếu khuất phục được gã hề thành Manchester, người hâm mộ kỳ vọng rằng Welder sẽ chạm trán Joshua cho trận thống nhất đai hạng nặng. Được biết, độc cô cầu bại WBC từng đàm phán với tay đấm người Anh cho một trận đại chiến trong năm nay. Tuy nhiên kế hoạch đã bị đổ vỡ bởi vấn đề tiền bạc. Tyson Fury Tyson Fury là đối thủ khó chịu nhất với nhà vô địch WBC Dante Welder trong năm 2019 ở màn thư hùng tại Step Center vào tháng 12 năm 2018, gã hề thành Manchester chiếm thế thượng phong trong phần lớn thời gian thi đấu nhờ sự linh hoạt trong khâu phòng thủ, kết hợp những quả đấm cực kỳ chất lượng. Tuy nhiên, hai lần đổ gục xuống sàn đài hiệp 9 và hiệp 12 sau đòn đánh của Welder đã khiến mọi nỗ lực của Fury đổ sông đổ bể. Với phán quyết 115-111 cho Welder, 114-110 cho Fury, cùng phiếu điểm 113-113 từ trọng tài người Anh Finn Edwards, trận đại chiến đã khép lại với kết quả hòa. Chuẩn bị cho lần tái đấu với Wilder vào tháng 2 năm sau, Fury đã quyết định chia tay huấn luyện viên Benjamin Sơn để nhờ cậy sự giúp đỡ của Javan Hill. Nếu giành thắng lợi lần thứ 30 trong sự nghiệp, tay đấm 31 tuổi này sẽ tìm cơ hội so găng với Joshua. Dylan White Theo đánh giá từ tạp chí lưng danh The Ring, Dylan White đứng thứ tư trong danh sách những tay đấm xuất sắc nhất ở thời điểm hiện tại. Trong năm 2019, White thượng đài hai lần và đều giành thắng lợi nhờ tính điểm. Kết quả này giúp tay đấm người Anh khôi phục lại vị trí kẻ thách thức đài WBC của Dan Tualder. Tuy vậy, cơ hội để White so găng với Wilder nhiều khả năng sẽ không xảy ra trong năm 2020 khi tay đấm người Mỹ đang mắc kẹt trong vòng xoáy giữa Fury và Joshua. Oleksandr Usyk sau khi thống trị đài cruiserweight, Usyk đã lấn sân sang hạng nặng để tìm kiếm thử thách mới. Nhà vô địch Olympic 2012 ra mắt hạng cân mới một cách suôn sẻ. Với thắng lợi trước Charles Witherspoon hồi tháng 10 vừa qua, theo chỉ định từ WBO, Usyk sẽ có cơ hội tranh đai với Joshua. Nhiều khả năng tay đấm người Ukraine sẽ phải chờ đến khi nhà vô địch người Anh hoàn tất trận bảo vệ đai IBF trước Pulev. Ngoài ra Usyk cũng sẽ lên phương án so găng với Derek Chisora vào từng ngày 7 tháng 3. Đây có lẽ sẽ là bàn đạp cho tay đấm 32 tuổi này hoặc bài học xương máu đầu tiên ở hạng nặng. Derek Chisora trong sự nghiệp thi đấu, Tay đấm vừa bước qua tuổi 36 chưa một lần trở thành nhà vô địch thế giới sau 41 lần thượng đài. Nếu có thể quật ngã Usyk trong màn so găng dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm sau, Chisora sẽ có cơ hội giành lấy vị thế kẻ thách thức đai vô địch. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo. Joshua thề tỷ phần trăm sẽ tài đầu Andy Ruiz và tiết lộ mục tiêu bảo vệ đai quyền anh WBO. Nhà vô địch quyền anh hạng nặng Anthony Joshua vừa chiến thắng Andy Ruiz và đã có ý định tài đầu thêm lần nữa, nhưng mọi chuyện có vẻ không theo ý anh. Vừa qua, hai tổ chức boxing WBO và IBF đã đưa ra thách thức bắt buộc để Anthony Joshua bảo vệ đai vô địch của mình. Đối thủ tiếp theo của Anthony Joshua là cựu vô địch tuyệt đối hạng Cruiserweight, Oleksandr Usyk. 17 chiến thắng, 13 trận knock out. Võ sĩ người Ukraine vừa chuyển lên hạng nặng vào tháng trước và đã có một trận ra mắt hoàn hảo. Và đối thủ thứ hai là Kubat Pulev, 28 trận thắng, một trận thua, 14 trận knock out. Võ sĩ 38 tuổi chứ danh người Bulgari. Nói về trận tài đấu, Joshua chia sẻ, một ngàn phần tỷ là tôi sẽ đấu về Andy, nhưng đó là câu chuyện sau khi tôi thống nhất tất cả các đài hạng nặng và hoàn thành trách nhiệm với các tổ chức boxing. Nói về Oleksandr Usyk, Anthony Joshua đã sẵn sàng đối mặt với võ sĩ từng đạt huy chương vàng Olympic này. Anh và đội ngũ của mình đã nghiên cứu kỹ lối đánh của nhà vô địch 32 tuổi. Usyk là một võ sĩ vĩ đại. Anh ấy vừa chuyển lên hạng cân nặng và đang trong quá trình khám phá những đối thủ ở hạng cân này. Nếu anh ấy muốn một con cá lớn thì tôi sẵn sàng chào đón. Anh ấy đã ở trong tầm ngắm của tôi. Trận đấu có thể diễn ra vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 năm sau. Ushit là một đối thủ đáng gờm nhưng tôi muốn đánh bại anh ấy để tô điểm cho bảng thành tích của mình bởi lẽ tôi có thể tự hào nói với mọi người rằng mình đã chiến thắng một võ sĩ vĩ đại như thế joshua chia sẻ Ushit sử dụng đôi chân của anh ấy một cách hiệu quả và đôi tay hoạt động cũng tốt không kém và nếu bạn cố gắng đấm anh ta thì anh ta lại gạt tay của bạn đi nhưng tôi đã nghiên cứu kỹ lối chơi của anh ấy rồi từ cách di chuyển cho đến cách tung cú đấm và tôi có lời giải cho bài toán này. Sắp tới tôi sẽ liên hệ với những đối thủ cũ của Uxit và nhờ họ chỉ bảo thêm một số thứ để có thể đánh bại tay đấm ấy. Bạn thấy đấy, đây không chỉ là trò chơi đấm nhau, mà đây là một môn khoa học thực sự. Nói về đối thủ Pulev, Joshua chia sẻ, tâm trí của anh ấy như săn lùng và tiêu diệt đối thủ của mình vậy. Phong cách của Pulev khá tương đồng với Tyson Fury, thọc jab, nghiêng người về sau và có kỹ năng giữ khoảng cách điều luyện. Su nói. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.